Anh ơi. Ừ, bà đó hả? Ngồi 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 uống chén nước đi. Ngồi đi. Cười cười vẻ nghi ngờ ấy nhở. Này, tôi vừa mua chè ngon cực kỳ luôn. Pha một ấm, hai vợ chồng mình uống. Ngon lắm, uống đi. Bà rót cho bà đi. À đây. Mày cứ nghi ngờ ấy nhở. Cười cười gì đấy. Này bà, tôi nhận ra rất rõ là cứ đến đúng cái ngày, cái kỳ mà tôi nhận tiền lương hưu ấy, là bà đon đả này, vui vẻ này, phấn chấn này, khác hẳn ngày thường bà nhỉ. Ai nói vợ thế bao giờ. Đây này, này, nhìn nhá, con người tôi đã sống về tình cảm chứ không thiên quá nhiều về tiền bạc. Đúng không? Thế tiền lương tháng này lĩnh chưa? Đây. Đây. Rồi. Tiền lương của bà đây. Rồi, phong bì đó, lịch sự đấy. Tháng nào kìa thế? Mọi khi mục chun mà. Đều như vắt chanh. Rồi. Biết rồi. Ừ. Uống uống đi cho ấm lòng. Tôi vẫn biết là bà là cái nóc nhà trong gia đình. Thế nên cái việc chi tiêu là bà quán xuyến, cứ gọi là tay hòm chìa khóa. Sao này văn thơ thế nhở? Văn gì nữa? Tay hòm chìa khóa, tay nâng ví tiền. Bình ơi. Hả? Sao tiền lương đợt này thiếu 1 triệu nhỉ? À ừ. Nào. Sao lại cười? Tôi quên chưa nói với bà. Ô, thế ông dùng tiền để làm gì? Tôi có lấy 1 triệu. Tôi dùng cái việc đúng việc mà. Ông bảo tôi là nóc nhà đúng không? Vâng đúng rồi, bà là nóc nhà. Thế bây giờ ông nói rõ cái nóc nhà nghe, là 1 triệu ông tiêu vào cái việc gì? Ừ thì tôi có nói thì bà cũng không hiểu đâu mà. Tôi đảm bảo với bà là tháng này hụt 1 triệu. 1 triệu này tôi có việc. Ok. Ơ hay nhỉ. Chắc chắn ông này là có quỹ đen rồi. Bà uống nước đi. Sao hôm nay mặt cái khó đăm đăm buồn thế? Đây. Đều như vắt chanh. Đến hẹn lại lên nhá. Kỳ lương này không thiếu một đồng nào hết. Bà cầm lấy. Lo toan cho tôi cái. Ồ thế sao thế? Kiểu tháng này tôi không nhận tiền lương đâu. Ông cầm cả đi. Ông muốn làm gì thì làm. Ông muốn tiêu gì thì tiêu. Ông muốn lo cho ai thì ông lo. Tôi không cần đâu. Khổ quá, lo cho ai thì ông lo. Lại nói cái giọng khó nghe quá. Bà, tôi làm việc gì không hổ thẹn với cái lương tâm của tôi là được. Bà cứ yên tâm. Tháng trước cái hụt 1 triệu thôi mà. Này, 1 triệu với nhà mình cũng mà. Nhà mình thì trông lên cũng không bằng ai, mà trông xuống thì cũng chẳng ai bằng mình. Hụt 1 triệu thì mình có bị nghèo đi đâu, mà tăng thêm 1 triệu thì mình cũng chả giàu đi tí nào. Thôi bà cầm lấy cho tôi vui lòng, cầm đấy. Ừ. Thế ông nghĩ con người tôi chỉ sống vì tiền à? Không, không phải vậy. Tôi không sống vì tiền. Điều tôi muốn nói ở đây là cái gì? Ông có một cái gì đó nó không đàng hoàng. Ông lén lén lút lút, ông mập mờ như thế. Ông cứ nói rõ cho tôi là xem là như nào nào. Tôi thề với bà nhá, có ngọn đèn này này, tôi không làm những cái việc mập mờ mờ ám. Bà cứ tin được tôi. Nếu mà thề á, mà ngọn đèn nó tắt luôn ý, thì chả dám thề. Thôi thì bà nói là thề cá chê chùi ống rồi, tôi bây giờ tôi cũng chịu, tôi cũng nghe vậy. Thôi có 1 triệu mà. Nam à. Ừ. Cái gì cơ? Chuyển khoản hộ cho chú á.
Rồi, cô hiểu rồi. Cô hiểu rồi, ừ, cô cảm ơn cháu nhá. Quả thật, tôi giấu bà. Vậy thôi, rồi cũng đành thú thật với bà. Tôi có bớt 1 triệu. Để tôi gửi cho chú Nam. Tôi không biết chuyển tiền. Bà thấy đấy, tôi có chuyển khoản cho ai bao giờ đâu. Để chú ấy, chú gửi cho những người khó khăn. Thiên hạ còn nhiều người nghèo lắm bà, mà khổ lắm. Thế hóa ra là ông tin người ngoài hơn tin tôi đúng không? Không, không phải. Tôi là cứ sợ bà tiếc tiền. Thế nên là bà chu đáo, bà lo lắng hết cho bố con tôi rồi. Mỗi cái việc này là tôi hơi giấu bà tí, thì bà thông cảm với tôi nhé. Thế ông nghĩ rằng là tim tôi là tim đá à? Tôi cũng biết đồng cảm, tôi cũng biết chia sẻ với những người hoàn cảnh khó khăn hơn mình chứ. Ông cứ nói với tôi cũng đồng hành với ông. Ông cứ làm như là ông làm những cái hành động mà ông lén lén lút lút như thế, tôi không hiểu, tôi cứ suy nghĩ. Quả thật, tôi lại có lỗi với bà rồi. Sống với bà bao nhiêu năm mà tôi cũng chưa hiểu hết tính của bà. Đấy, hôm nay bà nói tôi mới biết rằng là bà cứ toang toác thế thôi. Mà bà tốt tính lắm. Thôi thì từ giờ phút này này, vợ chồng mình là song kiếm hợp bích. Này, cùng nghĩ tới người nghèo nhá. Thôi, vâng. Có gì, đấy những cái tiền mà thì thoảng mà bà cho tôi tiết kiệm, tôi gửi cho người ra mà tôi không dám nói với bà đâu. Thôi thì từ nay trở đi nhá, vợ chồng mình cái tiết kiệm được một tí. Thế là ta nhon lại, ta gửi cho những người khó khăn nhá. Vâng, tôi sẽ đồng hành cùng với ông. Thế thì sướng quá, cái gì nữa.